chấn động. Tiên tri báo trước tin vui bất ngờ, người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, được trời thương Phật độ, trúng số đổi đời đại gia, tiền bạc bao la, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 thân mến, những năm vừa qua, trong cuộc đời Nhâm Tuất trời đã đổ những cơn mưa lớn. Thật tiếc khi thay vì ở nhà nằm nghỉ, họ lại bị tiếng gọi của số phận cám dỗ, rồi thức dậy mình trần lao ra giữa bão táp. Như một câu nói quen thuộc, hạn thường không để cho ta biết là hạn. Nó thường giả dạng dưới hình dáng của cơ hội. Nếu ta mạnh dạn nắm lấy, ban đầu có thể nở chút nụ cười hân hoan, để rồi sau đó là ngập tràn những lo toan, mỏi mệt. Nhâm Tuất đã trải qua tất cả những khó khăn đó, những gì phải trả họ đã trải rồi, những mất mát cũng đã trải qua. Giờ đây chỉ còn lại một Nhâm Tuất đầy suy tư, với thân thể mang nhiều thương tội và tinh thần ngập tràn hoang mang. Họ đang tự động viên mình bước vào một giai đoạn mới. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả luận giải về tử vi của người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch với nhiều cơ hội được mở ra. Kênh Lộc sẽ giúp quý bản mệnh dự đoán vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, tình duyên gia đạo và sức khỏe, cũng như những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải trong thời gian này. Đây là những thông tin chưa từng được tiết lộ, và chỉ cần chú ý điều này, quý bản mệnh sẽ đắc tài, đắc lộc, tiền về ngập kép, hết khổ và đổi đời thành công. Trong video luận giải tử vi này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu tuổi Nhâm Tuất có gặp phải những khó khăn nào trong thời điểm này, cách hóa giải ra sao để rước tài lộc, may mắn về nhà. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời và giàu có viên mãn. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, quý bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 nhé. Người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, cầm tinh con chó đứng ở vị trí 11 trong số 12 con giáp. Người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 thuộc mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn. Những người tuổi Nhâm Tuất có một ý chí vững chắc, họ có lương tâm và cẩn thận trong công việc, nghiêm khắc với bản thân, đồng thời họ rất trung thành với bạn bè và gia đình. Họ có lòng từ bi, luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ nghiêm túc và có trách nhiệm trong việc làm ăn và có tầm nhìn dài hạn, nhưng đôi khi lại ích kỷ. Họ khá bướng bỉnh và không muốn chấp nhận ý kiến và đề xuất từ người khác. Họ không biết cách linh hoạt. Ngoài ra, tâm trạng của họ không ổn định, hay cáu kỉnh. Hành thành thủy của can nhâm xung khắc với hành thổ của tri tuất, là sự kết hợp không mấy tốt lành. Đây là điềm báo về thời thiếu niên khó khăn, vất vả của những người tuổi Nhâm Tuất. Thành công chỉ đến khi họ phấn đấu cực khổ trong một thời gian dài. Bù lại, cuộc sống lúc về già của những người tuổi này khá yên bình, ấm no. Người tuổi Nhâm Tuất có bản mệnh thuộc nạp âm, là đại hải thủy, tức là nước biển lớn. Những người có mệnh này thường có lý tưởng cao xa, thích làm những việc mang tầm vóc vĩ mô. Chính vì thế, họ thường không cảm thấy thỏa mãn với chức vụ nhỏ nhoi, mà sẽ cố gắng đạt đến vị trí lãnh đạo trong tổ chức, giống như đại dương bao la, bất tận. Họ luôn hướng đến một cuộc sống tự do, không bị trói buộc bởi bất cứ giới hạn nào. Những công việc nhàm chán, lặp đi, lặp lại sẽ khiến họ cảm thấy chán nản và căng thẳng. Những đặc trưng trên của Nhâm Tuất cho ta biết rằng họ không phải là người theo chủ nghĩa vật chất, cũng không phải là người chỉ biết giữ khư khư cái cũ. Lời nói, hành động của họ vừa giản dị lại vừa khôn ngoan, nhanh nhạy. Bề ngoài giản dị, thật thà, nhưng ẩn chứa bên trong sự thông minh nhạy bén. Họ thường chiêm nghiệm cuộc đời và quan sát người khác, nhưng đối với những việc cụ thể hay khi tranh cãi, đừng hy vọng họ đứng ra gánh vác giúp đỡ, vì thiên tính của họ là ẩn tránh. Họ chỉ muốn bảo vệ bản thân, không bị người khác xâm phạm. Người khác giao tiếp với họ phải bỏ ra rất nhiều công sức thì mới giành được sự tín nhiệm của họ. Người tuổi Tuất vốn lanh lợi, hiểu bằng trực giác rất mạnh. Sở trường của họ là có thể dựa vào lý trí để biết được tính cách đối phương. Ngay lần gặp đầu tiên, cảm giác trực tiếp nhạy bén này đã phân biệt được sự đúng sai, phải trái một cách cơ bản chính xác. Tuy nhiên, cũng không nên quá tin vào trực giác này. Nó có thể khiến bạn mất đi cơ hội tiếp xúc với những người tài giỏi. Muốn nhận thức chính xác về một Nhâm Tuất, bạn chỉ cần quan sát họ khi đang tranh luận. Một khi biết được người khác động chạm đến danh dự và phá hoại lợi ích của mình, họ sẽ anh dũng đấu tranh đến cùng, không khuất phục, không một sức mạnh nào có thể ngăn cản họ. Đương nhiên, khi xảy ra sự việc nghiêm trọng,
Như có người nào đó làm hại đến gia đình họ thì họ sẽ nổi giận, thực sự họ sẽ đọ sức với đối phương bằng lời lẽ đanh thép. Giao tính logic để chiến thắng đối phương. Khi tranh cãi với người khác, họ luôn dựa trên sự công bằng, không dùng những trò tiểu nhân để giành chiến thắng. Họ có thể đảm nhận được mọi công việc trong quân đội, có thể trở thành nhà quản lý ngành vận tải, bác sĩ, chánh án, luật sư hay giáo sư ưu tú. Hơn thế, họ còn thích hợp với những công việc yêu cầu tính kiên nhẫn cao như nhân viên công vụ, nhân viên lắp đặt máy tính. Họ thường giấu kín hoài bão trong lòng, trung thành với người giao công việc cho họ. Chỉ cần những việc đó nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ thì họ sẽ vui vẻ giúp đỡ. Điểm yếu của nam giới tuổi Nhâm Tuất là ít nhẫn nại. Người tuổi Nhâm Tuất nói chung là người chính trực, thành thật, thẳng thắn, giàu lòng chính nghĩa. Họ là người trượng nghĩa, làm việc công bằng, ngay thẳng, chân thành, rất thích bênh vực kẻ yếu, tự nguyện nghe người khác tâm sự, sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn với họ. Vì thế, Nhâm Tuất biết cách sống hòa bình với mọi người. Nếu là Nhâm Tuất có tính thẳng thắn, bạn có thể có cảm nhận như thế này. Khi gặp chuyện phiền phức, bạn tìm sự giúp đỡ bằng cách đến gõ cửa hoặc điện thoại cầu cứu họ. Lúc đầu có thể họ do dự hoặc từ chối. Tuy nhiên, một khi họ biết được sự thực là bạn rất cần sự giúp đỡ thì họ liền hết sức giúp đỡ, không một chút do dự. Có lúc Nhâm Tuất còn bảo vệ lợi ích của người khác và coi đó là việc quan trọng hơn là bảo vệ lợi ích bản thân. Nhâm Tuất sẽ hết mình với những ai tốt với họ. Khi đứng trước sự bất công, họ không thể bỏ qua được mà sẽ nổi cáu, tức giận. Nhưng khi sự nóng giận qua đi thì họ bình tĩnh ngay. Cần chú ý là họ không nổi cáu với sự đố kỵ hay hoài nghi, mà chỉ tức giận với sai lầm. Hơn nữa, họ không để bụng khi sự việc đã qua. Nhâm Tuất có lòng nhân ái, có trách nhiệm tận lực làm việc nên có được lòng tin của mọi người. Làm việc không bỏ dở, đó chính là sở trường của Nhâm Tuất. Một điều may mắn nữa là sự nghiệp mà Nhâm Tuất theo đuổi kiên trì thường rất giá trị và cao quý. Trong sự nghiệp của mình, họ rất chăm chỉ và kiên trì. Đương nhiên đó là việc chính nghĩa, vì vậy họ luôn đạt được thành tích tốt trong công việc. Về phương diện tình cảm, khi rơi vào mối tình nồng cháy, họ chỉ lặng lẽ yêu và dành mọi sự quan tâm, chăm sóc cho người yêu. Nam giới Nhâm Tuất đặc biệt không dễ tin người. Tuy nhiên, một khi đã có lòng tin thì sẽ đối xử rất chân thành. Với sự tín nhiệm này, tuổi Nhâm Tuất dễ dàng chinh phục được đối phương nhờ sự chân thành, thân thiện, tốt bụng của mình. Họ sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, có thể hy sinh mọi thứ để người mình yêu được hạnh phúc. Dù vẻ bề ngoài khá lạnh lùng, nhưng họ lại là những người có trái tim ấm áp và chung thủy. Nhâm Tuất cố gắng làm việc và cống hiến hết mình để đem lại lợi ích cho cộng đồng và tập thể. Tinh thần làm việc của họ rất cao đẹp, không màng vật chất, gia tài, địa vị, phong cách sống thanh cao ấy. Không phải ai cũng có, bởi vậy, tuổi Tuất được rất nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ. Cuộc sống của họ thực tế không phải chỉ toàn là màu hồng, họ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là nguy hiểm. Tuổi Nhâm Tuất cả đời lương thiện luôn nghĩ đến lợi ích của người khác. Vì thế, họ gặp được nhiều may mắn cả về công danh sự nghiệp lẫn sức khỏe. Nam mệnh tuổi Nhâm Tuất nổi tiếng thông minh, sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp bất ngờ. Họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Những ước mơ và hoài bão luôn tồn tại trong con người của họ như một ngọn lửa âm ỉ. Chỉ cần tìm thấy cơ hội thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tuất là những người nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động. Họ thích tham gia những hoạt động tập thể, trở thành những tình nguyện viên giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cô nàng này rất coi trọng vẻ bề ngoài. Bạn sẽ không bao giờ thấy họ ra khỏi nhà trong bộ dạng luộm thuộm, xấu xí. Họ là những người giỏi giao tiếp. Vì vậy, phụ nữ tuổi Tuất có nhiều bạn bè yêu quý và tin tưởng. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Nhâm Tuất sẽ phải đối mặt với một giai đoạn đầy biến động. Tuy bề ngoài mọi người có thể nhận thấy bạn có phần khác biệt và thậm chí cho rằng bạn đang gặp khó khăn, nhưng thực tế không phải vậy. Bạn đang chìm đắm trong công việc, bỏ qua nhiều khía cạnh trong cuộc sống thường nhật, và vì thế đôi khi bị hiểu lầm. Sự tập trung cao độ vào công việc đã khiến bạn bỏ qua việc chăm sóc bản thân, làm nhiều người cho rằng bạn đang trong giai đoạn không tốt. Thời điểm này,
ngũ hành xung khắc sẽ khiến mối quan hệ của bạn với những người xung quanh, đặc biệt là đồng nghiệp và cấp trên có phần căng thẳng, sự khác biệt trong quan điểm dễ gây ra mâu thuẫn. Đây là lúc bạn cần giữ vững sự kiên nhẫn và bình tĩnh. Đôi khi không cần phải giải thích hay thuyết phục quá sớm, hãy để kết quả công việc là câu trả lời rõ ràng nhất. Lời khuyên cho bạn là hãy tự tin với những việc nằm trong khả năng của mình, kiên trì xử lý mọi vấn đề và tránh chia sẻ ý tưởng quá sớm để không bị người khác ngăn cản hay hiểu lầm. Nguyệt lệnh lâm đất mộ nhập mệnh trong thời điểm này khiến bạn có xu hướng trở nên sâu sắc và chi tiết hơn trong từng quyết định. Dù có vẻ bên ngoài mọi thứ đang bị trì hoãn, thực ra bạn đang cần thêm thời gian để thu thập thông tin và đánh giá kỹ lưỡng mọi khía cạnh. Đây chính là một biểu hiện của sự thông minh và cẩn trọng, giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn trong tương lai. Vận trình tài lộc trong thời điểm này nhờ có sự hỗ trợ của Thái Dương Cát Tinh mà trở nên rực rỡ hơn. Những nỗ lực không ngừng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuổi Nhâm Tuất vốn là người chăm chỉ, tiết kiệm và luôn suy nghĩ thận trọng trong việc chi tiêu. Thời điểm này, nếu bạn có được sự đồng hành của một người bạn đời biết quản lý tài chính, cơ hội đổi nhà, đổi xe là rất cao. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và tính toán hợp lý mà bạn đã và đang thực hiện. Đặc biệt, đối với những người độc thân, nhân duyên có nhiều khởi sắc, mở ra cơ hội gặp gỡ những người có ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, đối với các cặp đôi, chuyện tình cảm lại không thuận lợi như mong muốn. Khi bạn quá tập trung vào công việc, người kia sẽ dễ dàng cảm thấy bị bỏ rơi và sinh ra sự giận dỗi. Đây là lúc bạn cần cân bằng giữa công việc và tình cảm, biết khi nào cần dừng lại để vun đắp cho mối quan hệ. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch mở ra cho tuổi Nhâm Tuất một giai đoạn bận rộn nhưng đầy tiềm năng. Nếu biết cách cân bằng giữa công việc, mối quan hệ và tài chính, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, đừng quên dành thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân, vì sức khỏe và tâm lý vững vàng chính là yếu tố quan trọng nhất để bạn vượt qua mọi khó khăn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Nhâm Tuất sẽ đón nhận những dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp. Nhất Bạch nhập cung chính nam mang đến những cơ hội thành công vượt bậc và niềm vui lớn trong công việc. Đối với những ai đang theo đuổi công danh sự nghiệp, đây là lúc gặt hái thành quả sau nhiều nỗ lực. Những gì bạn đạt được không chỉ là những con số hay thành tích bề nổi, mà còn là sự công nhận về năng lực, sự đóng góp và tư duy độc đáo mà bạn mang lại cho tổ chức trong thời điểm này. Bạn có xu hướng sống nội tâm hơn, tìm thấy niềm vui trong việc khám phá những điều mới mẻ. Đặc biệt, bạn thích đào sâu vào các lĩnh vực nghiên cứu, học hỏi và khám phá ra những góc nhìn riêng biệt mà ít ai có thể nhận ra. Chính từ những khám phá đó, bạn đã tạo dựng cho mình những quan điểm khác biệt và phát triển khả năng tư duy sâu sắc hơn. Đây là lợi thế rất lớn giúp bạn mở rộng tầm nhìn và tiếp cận công việc một cách sáng tạo, tinh tế. Tuy nhiên, cũng chính vì phong cách độc đáo và cách tiếp cận khác biệt của mình, bạn có thể gặp phải một số thách thức trong việc giao tiếp và hợp tác với người khác. Không phải ai cũng hiểu được cách bạn thể hiện. Đôi khi bạn phải đối mặt với những ánh nhìn khó hiểu hay thậm chí là nghi ngờ. Nhưng đừng để điều đó làm giảm đi sự tự tin của bạn. Tuổi Nhâm Tuất là người có khả năng và chuyên môn vượt trội. Hãy phát huy những thế mạnh đó, dám thể hiện bản thân và theo đuổi đến cùng những gì bạn tin tưởng. Lời khuyên trong thời điểm này là bạn cần nhanh nhẹn và quyết đoán hơn trong các quyết định quan trọng. Cơ hội không đến nhiều lần, một khi đã nhìn thấy cơ hội, bạn cần chớp lấy và hành động ngay lập tức. Không để cho sự do dự hay bất kỳ yếu tố nào làm bạn trì hoãn. Thành công sẽ không đến với những người thiếu quyết tâm, vì sự quyết tâm chính là chìa khóa để bạn đạt được mục tiêu mong muốn. Hãy mạnh mẽ, vững vàng với những lựa chọn của mình và đừng ngại vượt qua khó khăn, vì chỉ có hành động quyết đoán mới đem lại kết quả xứng đáng. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch chính là thời điểm bạn cần tận dụng tối đa những cơ hội đang mở ra trước mắt. Đừng lo sợ về những khác biệt trong suy nghĩ hay phong cách của mình, vì chính sự khác biệt ấy sẽ tạo nên dấu ấn đặc biệt, giúp bạn nổi bật và đạt được những thành tựu xứng đáng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch.
Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, vận may tài chính của tuổi Nhâm Tuất bắt đầu sáng sủa hơn bao giờ hết. Chính tài xuất hiện báo hiệu một thời điểm tràn đầy cơ hội trong lĩnh vực tài lộc. Đây không chỉ là sự may mắn thoáng qua, mà còn là kết quả từ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong suốt thời gian qua. Vận may lần này thực sự hiếm hoi, và nếu biết nắm bắt, bạn sẽ không chỉ củng cố vị thế của mình trong công ty, mà còn đón nhận những phần thưởng xứng đáng, có thể là một khoản lương thưởng hoặc hoa hồng đáng kể. Đối với những người đã kiên trì tích lũy, đây chính là lúc nhìn lại và nhận thấy thành quả. Bạn có thể sẽ bất ngờ khi phát hiện mình đang nắm trong tay một khoản tài sản kha khá. Sự tích lũy chậm rãi nhưng chắc chắn từ nhiều năm qua đã mang lại cho bạn sự ổn định và vững vàng về mặt tài chính. Để đảm bảo rằng số tiền này được sử dụng một cách thông minh và hiệu quả, bạn có thể cân nhắc tham gia một khóa học về quản lý tài chính cá nhân. Điều này không chỉ giúp bạn biết cách sử dụng tài sản một cách khôn ngoan, mà còn mở rộng tầm nhìn về cách đầu tư và phát triển nguồn tiền trong tương lai. Tuy nhiên, bản mệnh cần cẩn trọng khi đứng trước những lời mời gọi đầu tư vào các dự án mà bạn không thực sự hiểu rõ, dù cơ hội có vẻ hấp dẫn đến đâu. Bạn cũng không nên vội vàng đưa ra quyết định nếu bản thân chưa có kiến thức hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Hãy luôn nhớ rằng, nếu mọi việc dễ dàng như cách người ta thường nói, thì ai cũng đã trở nên giàu có rồi. Sự thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có. Đối với những người tuổi Nhâm Tuất đã từng lên kế hoạch cho những khoản chi lớn như mua nhà, mua xe, thời điểm này chính là thời điểm lý tưởng để thực hiện. Bạn không chỉ đủ khả năng chi trả, mà còn nhận ra rằng mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch bạn đã vạch ra từ trước. Kiên trì và theo đuổi mục tiêu dài hạn đã giúp bạn không chỉ tích lũy được tài chính, mà còn giữ cho mọi thứ trong tầm kiểm soát. Không có khoản chi nào lớn bất ngờ, không có tình huống nào ngoài dự tính. Tất cả đều nằm trong sự chuẩn bị và dự phòng kỹ càng của bạn. Tử vi tài lộc đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch thực sự là một bức tranh sáng, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp cho tuổi Nhâm Tuất. Tuy nhiên, bên cạnh sự may mắn, cũng đừng quên rằng bản thân bạn mới là yếu tố quyết định đến sự thành công. Hãy tiếp tục kiên trì, thận trọng và thông minh trong việc quản lý tài chính, bởi đó chính là chìa khóa mở ra sự thịnh vượng và ổn định lâu dài. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch mang đến những tín hiệu vô cùng khả quan về sức khỏe cho người tuổi Nhâm Tuất. Những tháng ngày vất vả lo toan, cuối cùng bạn cũng có thể cảm nhận được những thay đổi tích cực trong cơ thể và tinh thần của mình. Đối với những ai từng phải đối mặt với bệnh tật hoặc những vấn đề về sức khỏe, đây chính là khoảng thời gian mà bạn nhận thấy những chuyển biến tích cực đáng mừng. Đây là minh chứng rõ ràng rằng bạn đã chăm sóc cơ thể đúng cách, đi theo con đường chữa lành phù hợp và đã đến lúc gặt hái kết quả. Không chỉ cải thiện về mặt thể chất, bạn còn cảm nhận được sự cân bằng trong tâm trí cơ thể và tinh thần của bạn dần trở về trạng thái ổn định hơn sau một giai đoạn căng thẳng áp lực. Giờ đây bạn đã sẵn sàng để tái tạo năng lượng, tìm lại niềm vui trong những hoạt động ngoài trời. Sự vận động nhẹ nhàng không chỉ giúp bạn giải phóng năng lượng tiêu cực, mà còn mang lại cảm giác hạnh phúc, thoải mái hơn. Dưới tác động của tự nhiên và không khí trong lành, những căng thẳng và áp lực dần được xua tan, mang lại cho bạn sự nhẹ nhàng trong tâm hồn. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để tuổi Nhâm Tuất bắt đầu thực hiện những thay đổi tích cực trong lối sống. Nếu bạn đã có dự định điều chỉnh thói quen sinh hoạt, ăn uống hoặc bắt đầu một lộ trình chăm sóc sức khỏe mới, thì thời điểm này là cơ hội vàng để bạn khởi động những kế hoạch đó. Sự tự chủ trong việc duy trì lối sống lành mạnh sẽ mang lại những lợi ích lâu dài, không chỉ cho thể chất mà cả tinh thần của bạn. Nếu bạn có kế hoạch cho những chuyến đi xa như leo núi hay đi biển, hãy thực hiện ngay trong thời điểm này. Những chuyến đi không chỉ giúp bạn thay đổi không khí, mà còn là dịp tuyệt vời để cơ thể tiếp nhận nguồn năng lượng mới tươi mát hơn. Mỗi bước đi trên con đường thiên nhiên, mỗi làn gió biển thổi qua sẽ giúp bạn thanh lọc tâm hồn, làm mới tinh thần và củng cố sức khỏe thể chất. Đó là liều thuốc tự nhiên giúp bạn hồi phục một cách trọn vẹn từ bên trong lẫn bên ngoài. Tử vi đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch cũng khuyến khích bạn duy trì những thói quen tốt cho sức khỏe, như việc luyện tập thể dục đều đặn, ăn uống điều độ và giữ gìn tinh thần lạc quan. Đôi khi sự ổn định không phải chỉ đến từ những liệu pháp y tế hay thuốc thang, mà còn từ việc bạn biết cách chăm sóc bản thân, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Hãy tận dụng thời gian này để yêu thương chính mình hơn, bởi khi sức khỏe được cải thiện,
mọi khía cạnh khác của cuộc sống cũng sẽ trở nên thuận lợi và tươi sáng hơn rất nhiều. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, hãy mở rộng trái tim để đón nhận những thay đổi tích cực. Đừng ngần ngại thử thách bản thân với những hoạt động mới. Bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào lan tỏa trong từng bước chân. Tuổi Nhâm Tuất với sức mạnh tinh thần và ý chí bền bỉ, bạn hoàn toàn có thể chinh phục mọi khó khăn và sống trọn vẹn với những gì mình yêu thương. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, chuyện tình duyên của người tuổi Nhâm Tuất bừng sáng nhờ sự xuất hiện của Thiên Diêu, ngôi sao chủ về đào hoa. Đối với những người đang độc thân, thời điểm này hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và niềm vui trong chuyện tình cảm. Có lẽ bạn sẽ được gặp gỡ những đối tượng thú vị, đầy hấp dẫn. Sự xuất hiện của họ có thể làm bạn cảm thấy choáng ngợp, đặc biệt là khi đối phương thể hiện tình cảm một cách nhiệt tình và khéo léo, khiến bạn không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, vẻ quyến rũ và khả năng tán tỉnh của người ấy đôi khi lại khiến bạn cảm thấy không yên tâm, thậm chí hoài nghi về sự chân thành. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu bởi trong thế giới tình cảm, cảm giác an toàn là điều mà ai cũng tìm kiếm. Đừng vội vàng đưa ra quyết định hay kết luận, hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Để thời gian giúp bạn hiểu rõ hơn về đối phương, mối quan hệ nào cũng cần thời gian để phát triển và sự tin tưởng, chỉ đến khi cả hai có đủ cơ hội để tìm hiểu nhau sâu sắc hơn. Đối với những cặp đôi tuổi Nhâm Tuất, thời điểm này cũng không tránh khỏi một số thử thách. Những cảm xúc ghen tuông hoặc những bất đồng nhỏ có thể nảy sinh giữa hai người, đặc biệt là khi có sự can thiệp từ yếu tố bên ngoài, như sự khác biệt về văn hóa, gia đình hay những mâu thuẫn giữa cha mẹ hai bên. Đây là những vấn đề không thể tránh khỏi trong mối quan hệ lâu dài. Nhưng quan trọng là cách hai bạn cùng nhau đối mặt và giải quyết. Sự thấu hiểu và sẻ chia chính là chìa khóa để giữ gìn hạnh phúc và giúp mối quan hệ trở nên vững chắc hơn. Sau những thử thách, đối diện với những khó khăn, cả hai nên cố gắng giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc. Tính bốc đồng hoặc những phản ứng quá khích sẽ chỉ khiến mâu thuẫn trở nên trầm trọng hơn. Thay vào đó, hãy dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và tìm kiếm giải pháp hợp lý cho mọi vấn đề. Khi cả hai biết cách lắng nghe và thấu hiểu nhau, những rào cản sẽ dần được gỡ bỏ và mối quan hệ sẽ trở lại trạng thái ổn định, bền chặt hơn bao giờ hết. Nhìn chung, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho tuổi Nhâm Tuất, từ những rung động mới mẻ của người độc thân đến những thử thách cần vượt qua của các cặp đôi. Dù trong tình huống nào, hãy nhớ rằng tình yêu đòi hỏi sự kiên nhẫn và niềm tin, mọi khó khăn chỉ là phép thử để tình cảm trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982. Bước sang tuần đầu tiên của tháng 11 âm lịch, tuổi Nhâm Tuất sẽ cảm nhận được những tín hiệu tích cực trong công việc như ánh nắng đầu tiên của mùa xuân. Sau những ngày mưa gió, bạn có thể nhận được cơ hội hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng. Những mối quan hệ mới mẻ này không chỉ mở ra nhiều hướng đi mới cho sự nghiệp, mà còn giúp bạn khẳng định được giá trị của bản thân trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Hãy chủ động thể hiện ý tưởng và quan điểm của mình một cách tự tin và sáng tạo. Đừng ngại ngần chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm cá nhân của bạn, bởi đây chính là thời điểm mà những ý tưởng độc đáo sẽ được đánh giá cao. Bạn có khả năng tạo ra những đột phá mới trong công việc, và nếu thành công, điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bạn trong tương lai. Về mặt tài chính, trong tuần này mang đến cho bạn những khoản thu không ngờ từ việc đầu tư hoặc kinh doanh. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy những nỗ lực trước đây của bạn đang bắt đầu mang lại thành quả. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn cân nhắc các kế hoạch lớn hơn cho tương lai, có thể là một dự án đầu tư mới hoặc mở rộng kinh doanh. Hãy tự tin vào khả năng phân tích và dự đoán của mình. Sự liều lĩnh có tính toán sẽ có thể mang lại những lợi ích lớn. Tuy nhiên, hãy luôn ghi nhớ rằng trong đầu tư không có gì là chắc chắn, đánh giá cẩn thận rủi ro và đừng để lòng tham dẫn dắt quyết định của bạn. Hãy tỉnh táo và kiên nhẫn, những cơ hội lớn sẽ đến với bạn trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, bạn cần chú ý đến sức khỏe của mình,
có thể bạn sẽ phải đối mặt với một số vấn đề sức khỏe nhỏ như cảm cúm hay mệt mỏi do căng thẳng. Hãy chăm sóc bản thân và dành thời gian cho các hoạt động thể chất như đi bộ, tập yoga hoặc tham gia các lớp thể dục. Việc duy trì sức khỏe tốt không chỉ giúp bạn có tinh thần làm việc tốt hơn mà còn tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Bạn đừng quên rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn có. Chỉ khi bạn khỏe mạnh, bạn mới có thể cống hiến hết mình cho công việc và cuộc sống. Trong tuần này, bạn sẽ có sự hỗ trợ từ quý nhân là những người tuổi Tý và tuổi Ngọ. Họ có thể giúp bạn trong những quyết định quan trọng hoặc mang đến những cơ hội bất ngờ. Hãy tận dụng những mối quan hệ này để mở rộng thêm tầm nhìn và cải thiện khả năng làm việc nhóm. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là người thuộc tuổi Dậu và tuổi Sửu. Họ có thể có những ý đồ không tốt và làm bạn mất tập trung. Hãy khéo léo trong giao tiếp và tránh để những rắc rối không cần thiết ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu suất làm việc của bạn. Màu sắc may mắn cho tuần này sẽ là màu xanh dương và màu tím. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự bình yên mà còn khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo trong công việc của bạn. Hãy thử sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng cá nhân để thu hút thêm may mắn. Các con số may mắn là số 22, 29, 41 và 57 sẽ là những con số may mắn giúp bạn trong việc đưa ra các quyết định quan trọng trong tuần này. Hãy chú ý đến những con số này, có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc thậm chí trong các quyết định công việc. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982. Bước sang tuần thứ 2 của tháng 11 âm lịch, tuổi Nhâm Tuất sẽ bước vào một giai đoạn đầy triển vọng và những dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn cuối cùng cũng đã được cấp trên ghi nhận, và đây chính là lúc để bạn tự hào về những gì mình đã đạt được. Bạn không còn phải giữ kín những thành công của mình, hãy mạnh dạn chia sẻ và thể hiện bản thân, bởi sự tự tin này sẽ giúp bạn khẳng định vị trí của mình trong tập thể. Sự công nhận từ cấp trên không chỉ mang lại niềm vui mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong công việc. Có thể bạn sẽ được giao phó những dự án quan trọng và điều này sẽ là cơ hội vàng để bạn tỏa sáng. Hãy tận dụng thời điểm này để thể hiện khả năng lãnh đạo và sáng tạo của mình. Những ý tưởng mà bạn từng ấp ủ giờ đây có thể trở thành hiện thực, và bạn hoàn toàn có khả năng biến những khó khăn thành những bậc thang đưa bạn lên cao hơn trong sự nghiệp. Về mặt tài chính, trong tuần này sẽ mang đến cho bạn những dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Bạn có thể nhận được khoản thưởng xứng đáng từ những nỗ lực trước đó hoặc thu hồi được những khoản nợ đã chờ đợi từ lâu. Đây thực sự là một tin vui giúp bạn cảm thấy an tâm hơn về mặt tài chính. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng khoản tiền này. Việc đầu tư vào những cơ hội hợp lý sẽ giúp bạn gia tăng tài sản và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc hơn trong tương lai. Đừng quên lập một kế hoạch tài chính cho những tháng tiếp theo. Một cái nhìn rõ ràng về mục tiêu tài chính sẽ giúp bạn đạt được những thành tựu lớn hơn. Trong lĩnh vực tình cảm, tuần này sẽ chứng kiến những mối quan hệ trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Bạn và người ấy có thể cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến đi hoặc tham gia vào các hoạt động thú vị, tạo dựng những kỷ niệm đáng nhớ. Hãy trân trọng những giây phút bên nhau, những cuộc trò chuyện chân thành và những khoảnh khắc vui vẻ sẽ củng cố thêm tình cảm giữa hai bạn. Nếu bạn còn độc thân, đây có thể là thời điểm tốt để mở lòng và tìm kiếm những mối quan hệ mới. Hãy tham gia vào các hoạt động xã hội nơi bạn có thể gặp gỡ những người có cùng sở thích và mục tiêu. Hãy duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe trong thời gian này. Việc chăm sóc bản thân không chỉ giúp bạn giữ được năng lượng tích cực mà còn tạo ra sức đề kháng tốt cho cơ thể. Hãy dành thời gian để tham gia vào các hoạt động thể chất như tập thể dục, yoga hoặc đơn giản là đi bộ. Những hoạt động này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng cho những ngày tiếp theo. Ngoài ra, hãy chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Việc bổ sung dinh dưỡng hợp lý sẽ góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần của bạn. Trong tuần này, bạn sẽ có sự hỗ trợ từ quý nhân là những người tuổi Hợi và tuổi Tý. Họ sẽ giúp bạn trong những quyết định quan trọng hoặc cung cấp những thông tin hữu ích để bạn có thể tiến xa hơn trong công việc. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ khi cần thiết. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là người thuộc tuổi Mão và tuổi Dậu. Họ có thể có những ý đồ không tốt và làm bạn mất tập trung. Hãy giữ thái độ bình tĩnh và tập trung vào những điều tích cực. Đừng để những điều tiêu cực làm ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu suất làm việc của bạn.
Màu sắc may mắn cho tuần này sẽ là màu cam và màu nâu. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự ấm áp mà còn tạo ra cảm giác an lành và ổn định. Hãy thử sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng cá nhân để thu hút thêm may mắn. Các con số may mắn là số 28, 39, 46 và 53. Đây sẽ là những con số may mắn giúp bạn trong việc đưa ra các quyết định quan trọng trong tuần này. Chú ý đến những con số này, có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc trong các quyết định công việc. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh cụ thể như sau. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là một biểu tượng phong thủy quan trọng trong văn hóa Á Đông, được coi là linh vật mang đến may mắn, bình an và bảo vệ. Đối với người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, tượng Tỳ Hưu có ý nghĩa đặc biệt và tương hợp. Tượng Tỳ Hưu được coi là biểu tượng may mắn, mang lại sự bình an cho gia đình và cuộc sống. Đối với người tuổi Nhâm Tuất, tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ thu hút năng lượng tích cực, tạo ra môi trường thịnh vượng và an lành. Tượng Tỳ Hưu cũng được cho là có khả năng bảo vệ khỏi những thế lực tiêu cực và hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Với khó khăn của tuổi Nhâm Tuất, tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ vượt qua những thách thức một cách bình an. Tượng Tỳ Hưu thường được kết hợp với tài lộc và thịnh vượng, với tầm nhìn mở rộng và tinh thần trách nhiệm. Người tuổi Nhâm Tuất có thể tận dụng tượng Tỳ Hưu để thu hút cơ hội tốt trong sự nghiệp và tài chính. Ngoài ra, tượng này có thể giúp hóa giải những trở ngại trong mối quan hệ và mang lại sự hòa hợp. Tóm lại, tượng Tỳ Hưu mang đến nhiều ý nghĩa tích cực cho người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, bao gồm may mắn, bình an, bảo vệ, thịnh vượng và sự hòa hợp trong nhân duyên. Nó có thể là một biểu tượng đáng giá để họ mang theo nhằm tạo ra một môi trường tích cực và thịnh vượng trong cuộc sống hàng ngày. Tháp Giang Xương. Tháp Giang Xương mang trong mình khả năng thúc đẩy và tạo động lực cho sự phát triển trí tuệ và kiến thức. Hình dạng tháp 7 tầng, 9 tầng, 13 tầng thể hiện sự phát triển vững chắc và tiến lên đỉnh vinh quang, phản ánh tinh thần của người mang mệnh thiên thượng quả. Tháp Giang Xương không chỉ tạo ra một không gian thích hợp để phát triển tri thức mà còn thể hiện tinh thần của sự dũng cảm và nỗ lực trong việc đạt được mục tiêu. Thiềm Thư Cốc Ba Chân. Tượng Thiềm Thư là một biểu tượng phong thủy quan trọng, mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng, bình an. Đối với tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, tượng Thiềm Thư mang đến nhiều ý nghĩa tích cực. Người tuổi Nhâm Tuất thường có bản lĩnh và sự mạo hiểm trong cuộc sống. Tượng Thiềm Thư có thể hỗ trợ và tăng cường khả năng này bằng cách thu hút khả năng tài lộc và thịnh vượng. Với khả năng đối mặt với khó khăn và các thách thức, vật phẩm này có thể giúp họ vượt qua trở ngại và tạo ra môi trường kinh doanh, công việc và tài chính thịnh vượng. Ngoài ra, tượng Thiềm Thư còn mang ý nghĩa của sự bình an và bảo vệ đối với người tuổi Nhâm Tuất. Điều này có thể giúp họ duy trì tinh thần lạc quan và tự tin, đồng thời hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Tượng Thiềm Thư không chỉ là một biểu tượng mang tính tâm linh mà còn là một biểu tượng thể hiện quyết tâm và sự kiên nhẫn của người tuổi Nhâm Tuất để đạt được thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Long Quy Tượng. Long Quy với hình tượng rồng mình rùa là một biểu tượng phong thủy có ý nghĩa đặc biệt. Tượng Long Quy không chỉ đơn thuần là một vật trang trí mà còn mang trong mình những tác động mạnh mẽ trong việc hóa giải khí và mang lại vinh hoa phú quý. Với hình ảnh đầu rồng rùa, biểu tượng Long Quy tượng trưng cho sự kết hợp giữa sức mạnh và sự bền bỉ. Rồng là biểu tượng của sức mạnh phong thái dương giả, trong khi biểu tượng rùa cho sự bền bỉ, chiến đấu và sự ổn định. Sự hợp nhất này mang lại một nguồn năng lượng mạnh mẽ và cân bằng cho người sở hữu. Tượng Long Quy đứng trên núi Tiền Vàng, biểu tượng cho tài lộc và thịnh vượng. Sự hiện diện của những biểu tượng này mang lại hoạt động hóa giải tà khí và tạo ra năng lượng tích cực, giúp mang lại may mắn, thành công trong cuộc sống và công việc. Quả cầu phong thủy. Quả cầu phong thủy được chế tác từ đá thạch anh, những viên đá với niên đại hàng triệu năm, mang trong mình nguồn năng lượng quý hiếm.
mang trong mình nguồn năng lượng tích cực rất lớn. Với người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, tượng cầu đá phong thủy không chỉ là vật phẩm trang trí mà còn là nguồn năng lượng, giúp cân bằng và kích hoạt tinh thần. Hình dạng tròn của quả cầu giúp lưu thông nguyên khí, hỗ trợ sự phát triển trong công việc và cuộc sống. Năng lượng dương khí từ đá thạch anh có thể thu hút tài lộc và may mắn, cùng với sự bình an và ổn định. Lựa chọn vật phẩm phong thủy phù hợp với tuổi và mệnh của mình, tăng cường hiệu quả năng lượng từ đá. Quả cầu phong thủy có thể giúp người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 tập trung tư duy sáng tạo, làm việc hiệu quả hơn, thu hút nhiều cơ hội thịnh vượng hơn trong cuộc sống. Cây tài lộc. Cây tài lộc bằng đá thạch anh đã trở thành vật phẩm phong thủy độc đáo, được rất nhiều người ưa chuộng. Để đặt trên bàn làm việc, không chỉ có giá trị phong thủy cao, vật phẩm này còn thể hiện sự tinh tế và sang trọng, hoàn hảo cho không gian làm việc hiện đại. Dù có thiết kế đơn giản, nhưng cây tài lộc luôn tỏa sáng rực rỡ, phú quý, thịnh vượng, mang đến may mắn về tiền bạc và danh vọng. Nguồn năng lượng dồi dào từ đá thạch anh giúp kích hoạt dương khí trong không gian, thu hút tiền tài và may mắn. Điều này có thể đóng góp phần cải thiện cả khía cạnh công việc và sức khỏe của người sử dụng. Năng lượng tích cực từ thạch anh giúp tạo điều kiện cho sự thăng tiến trong công việc, đồng thời giúp cải thiện tinh thần, làm cho đầu óc luôn minh mẫn và tỉnh táo, tập trung vào công việc và phát huy tối đa năng lực, sẽ giúp người sử dụng đạt được những mục tiêu đề ra. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.